Xin chào các bạn, mình xin tự giới thiệu mình là Trang Trang. Hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn một cái gọi là làm sao để thoát qua khối nợ sợ hãi khi mà gia mệnh bạn đầy nắm và tàn nhang. Vâng, cái câu hỏi này thực sự thì có rất là nhiều bạn sẽ thắc mắc là mình làm sao và bây giờ như thế nào. Nếu như lỡ mà mặt đầy nắm và tàn nhang rồi thì làm cách nào để có thể là tự tin hơn, vui vẻ hơn, và nó tốt á, thì có thể là sẽ trị tận gốc nữa thì càng tuyệt vời hơn đó cả nhà. Đúng rồi ạ, những cô gái luôn luôn mong muốn mình đẹp hơn với tất cả mọi người. Dĩ nhiên muốn đẹp hơn thì mình phải chăm sóc, đúng không ạ? Mà mình nếu không chăm sóc thì làm sao mà đã có cái vẻ ngoài mà đẹp hoặc là muốn như người ta được. Các bạn biết rồi đấy, nám và tàn nhang thực sự là kẻ thù của làn da. Nám tàn nhang nó luôn xuất hiện, nó hiện hữu khi mà bắt đầu mà chúng ta có những thay đổi về nội tiết tố cơ thể, cũng như là về các cái tác động của môi trường bên ngoài đã ảnh hưởng đến làn da của chúng ta, làm nó sản sinh ra các cái lượng tố melanin ở trong cơ thể cũng như là ở sau, ở dưới hạ bì, trung bì, và nó sẽ xuất hiện trên bề mặt da của chúng ta. Nó là một bệnh lý, nó không liên quan về sức khỏe ở trong người, nhưng nó lại là một cái nỗi lo, một cái tiềm ẩn rất là lớn đối với chị em phụ nữ chúng ta. Tại vì nó sẽ làm chúng ta rất là thiếu tự tin, rất là ngại giao tiếp, rất là buồn trong vấn đề về khâu chăm sóc sắc đẹp. Nhưng nhìn chung dù có thế nào đi nữa thì chị em chúng ta vẫn phải nên tìm cách thoát qua cái cảnh mà mặt đầy nắp và tàn nhang, đúng không ạ? Hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều phương pháp để chúng ta sẽ làm để giúp mờ nám và tàn nhang, hoặc là có thể là sử dụng mỹ phẩm để làm sao mà nó hết nám và tàn nhang, hoặc là chúng ta có thể là sử dụng các sản phẩm thiên nhiên như gấp mặt nạ, hoặc là uống các sản phẩm gì trong cơ thể này. Nói chung có rất là nhiều cách, vân vân. Tuy nhiên các bạn hãy nhớ là hãy dùng một cái phương pháp nào để mà làm sao đảm bảo an toàn và chất lượng thì các bạn nó mới có thể là vừa tốt cho sức khỏe và vừa đẹp da được, thì lúc đó niềm vui của chúng ta nó mới gọi là trọn vẹn. Chứ đừng nên ham rẻ hoặc là mua những cái sản phẩm không có tốt về chất lượng, thì khi chúng ta sử dụng thì nó sẽ gây hại bất lợi cho làn da cũng như là về cơ thể của chúng ta nữa. Cho nên chị em mình hãy khuyên, dù có bất cứ lý do gì hoặc dù có bất kỳ cái trở ngại gì, nếu chúng ta đã chăm sóc sắc đẹp và dành riêng thời gian ra, thì các em hãy, chị em hãy nên tin tưởng cũng như là hãy theo dõi một cái sản phẩm nào đó, hãy kiểm tra thiệt kỹ về chất lượng để đảm bảo là khi chị em sử dụng nó sẽ có một cái kết quả vô cùng gọi là mỹ mãn và tốt nha. Thì hôm nay Xanh cũng xin giới thiệu cho cả nhà một cái sản phẩm, một cái bộ sản phẩm của bên Đông Y Trị Liệu Cô Đô. Đây là cái bộ sản phẩm mà Xanh có thể nói là nó cực. Các bạn biết sao không ạ? Sản phẩm này nó sẽ giúp cho chị em điều hòa kinh nguyệt này, thải độc tố cho da, điều hòa nội tiết tố của cơ thể phụ nữ. Mà nội tiết tố của cơ thể phụ nữ của chị em chúng ta thì nó lại cực kỳ không có bao giờ ổn định hết. Lúc thì buồn, lúc thì vui, thì lúc thì tâm trạng này, tâm trạng kia. Cho nên mình mới nói là nám và tàn nhang nó sinh ra từ cái gọi là thay đổi nội tiết tố của phụ nữ. Các bạn vui thì người mình vui, lúc nào tâm trạng nó cũng thoải mái, hoặc là ăn uống điều độ này, tránh thức khuya này, tránh đi nắng này, các cái tác nhân mà để gây nám nó tất cả đều do nội tiết tố của chúng ta một phần gây nên. Cho nên mình mới nói hãy sử dụng cái sản phẩm nào thiệt sự an toàn cũng như là chất lượng. Thì hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm gọi là viên uống trị nám Đông Y Cô Đô. Đây là cái sản phẩm mà hoàn toàn từ thiên nhiên 100% được chiết xuất, không phải là chiết xuất mà là được lấy từ các cái cây thuốc nam, được bên Cô Đô là bào chế cho thành các cái viên nam như thế này, các bạn nhỏ và như thế này, các bạn thấy không, nó nhỏ nhỏ như thế này. Cho nên mình có thể mình sẽ uống vào cơ thể để mà thải độc tố này, điều hòa nội tiết tố cho da của chúng ta, giúp da chúng ta hồng hào sáng hơn, trắng đẹp hơn, và đặc biệt nó sẽ lấy đi tận gốc các lớp nám và tàn nhang từ sau ở dưới da lên, và thải độc tố cho da nữa. Các cái bạn nào về ví dụ như nội tiết tố không thay đổi, chu kỳ kinh kéo dài, rối loạn, hoặc là bồ huyết
tất cả là có thể sử dụng được cái sản phẩm này cực kỳ tốt luôn. Cho nên các bạn mà muốn có cái sản phẩm này để sở hữu nó thì hãy cứ liên hệ Xanh theo số điện thoại 0908 728 436 để được Xanh tư vấn cũng như là giải đáp kỹ hơn về cái sản phẩm này nha. Ngoài ra mình cũng có làm cái video này mục đích là cũng sẽ tặng cho bạn thêm một cái bộ tài liệu về điện tử về cái quá trình chăm sóc da nám thật sự là hoàn hảo dành cho các bạn. Thì các bạn hãy comment dưới video này, Xanh cũng sẽ gửi đường link cho các bạn để các bạn có thể sở hữu cái bộ cái bí quyết cũng như là một những cái bí kíp mà trong cái quá trình làm việc cũng như trong quá trình nghiên cứu Xanh đã tạo ra những cái ebook điện tử về quá trình chăm sóc da nám tàn nhang cũng như là chăm sóc da của phụ nữ chúng ta. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Có gì các bạn cứ comment dưới cái video này thì Xanh sẽ biết các bạn là ai và gửi video cho bạn nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.